chủ nghĩa tư bản và tự do có xung đột với lợi ích của Việt Nam hay không? Một trong những cuốn sách mình yêu thích nhất đã được xuất bản. Lần đầu mình đọc nó là cách đây 12 năm khi còn ở đại học. Nhiều người cũng bất ngờ giống mình. Tại sao cuốn Chủ nghĩa tư bản và tự do lại được xuất bản? Không phải nó trái nghịch với chính sách của nhà nước hay sao? Từ năm 1986, Việt Nam đã dần từ bỏ tư duy bao cấp để chuyển hướng theo kinh tế thị trường. Tuy chưa phải là một nước tư bản mở rộng như Singapore hay Mỹ, nhưng Việt Nam sẽ không bao giờ quay lại mô hình kinh tế cũ. Ngược với suy nghĩ của nhiều người, Việt Nam là một cậu học trò cần cù của thuyết tư bản và thị trường cạnh tranh. Những triết lý của Adam Smith được giảng dạy trong chương trình cử nhân. Số lượng du học sinh trở về ngày càng nhiều và mang theo tư duy cởi mở ở cấp cao hơn. Việt Nam và Mỹ đã hợp tác và coi nhau là đối tác chiến lược. Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Nguyễn Thiện Nhân trước đây đã từng được đào tạo ở Mỹ bởi chương trình Fulbright. Không những vậy, đang có trên dưới 20 trường đại học quốc tế đang giảng dạy ở Sài Gòn và Hà Nội. Tư tưởng của Milton Friedman không được coi là sự đe dọa, thậm chí nó được coi là một bài học để theo đuổi nếu một quốc gia muốn trở nên giàu có hơn. Nói như vậy, không có nghĩa là Việt Nam sẽ thay đổi 180 độ về điều hành. Nhưng so với trước năm 1986, thì Việt Nam bây giờ là một nước cởi mở và thoáng hơn. Việt Nam bây giờ là nền kinh tế thị trường, cho nên các tác phẩm về tự do kinh tế được đón nhận.